có các bạn này viết comment vô nói anh quốc ơi um, anh quốc nói uh, mấy cái uh, shopping mall ở bên Việt Nam của Nhật uh, Aeon Mall đó uh, ngoài những cái uh, đấy của mấy cái người nước ngoài ra Việt Nam mình cũng người Việt Nam mình cũng làm chủ được cái này cái kia Quốc công nhận là Việt Nam có nhiều cái thứ nó rất là lớn nhưng mà tất cả những cái điều đó nó là của chính phủ Việt Nam họ trá hình họ à, đứng sau lưng họ hỗ trợ một cái ông này một cái ông kia những cái ông này là những cái ông đại khái đối với họ là một cái ông đảng viên các bạn biết không ở Việt Nam á, đã nói nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì làm sao mà các bạn có cái cửa các bạn ra các bạn mở vốn 100% vốn để mở cái tập đoàn VinFast hay là các bạn À, đầu tư 100% vốn à, à, cho Vinhome các bạn biết không Vinhome đó là cái gì nó là một cái tập đoàn về cái địa ốc nhưng mà tiền tài trợ là sau lưng là của 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 Đảng Cộng sản Việt Nam các bạn biết không bây giờ á Đảng Cộng sản Việt Nam người ta không thể nào người ta công bố ra người ta nói đây là một cái tập đoàn à, đại khái như là di động thế giới 100% vốn của cộng sản nếu mà họ nói như vậy ai dám mua vỏ ốp mua phone mua kiến kinh lực của họ các bạn hiểu không có nghĩa là những cái gì mà của đảng cộng sản việt nam mà họ họ làm chủ thì các bạn không nên không nên tự hào tại sao các bạn không nên tự hào tại vì những cái gì mà đảng cộng sản việt nam mà họ À, làm chủ kinh doanh á, thì các bạn đừng có bao giờ mà các bạn tự hào bởi vì họ không có xây công viên, họ không có xây bệnh viện cho từng tỉnh, từng huyện, họ không có giúp được cái gì cho người dân hết đó. Sống ở dưới cái chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, thì không có cái gì là các bạn được làm chủ một trăm phần trăm ngoài cái những cái mà mình họ để cho mình kiếm sống mà họ bó bụng họ bắt buộc thì họ mới để cho mình làm chủ nhà hàng đi ra giường trồng ruộng trồng lúa chứ không lẽ bây giờ họ để cho mình chết các bạn hiểu không mặc dù là có một số bà con người Việt Nam của mình có nhiều đất đai đó nhưng mà tụi cộng sản này như Quốc đã nói tụi nó điếm đàn lắm Mình có đất đai thì nó để cho mình trao đổi đất qua đất lại để mình trồng trọt cái này cái kia thôi chứ Nếu mà mình muốn xây lên một cái công trình gì mà lớn mà dạng như tầm cỡ quốc tế đó Là họ không bao giờ họ cho phép mình làm Dẫu chăng họ có cho phép mình làm đi chăng nữa À, thí dụ bây giờ quốc nói thí dụ bây giờ bạn có một miếng đất bạn nói bây giờ tôi xin phép đảng cộng sản nhà nước việt nam ủy à, ban nhân dân tỉnh bạc liêu tôi muốn xây một cái nhà máy à, chế biến à, làm một cái điện thoại à, cho hãng apple mình bảo đảm với các bạn cộng sản việt nam nó không bao giờ nó cấp phép cho bạn làm nó nói ok bây giờ anh muốn à, mở một cái hãng làm ăn với apple phải không vậy à, một là năm năm trăm anh bỏ vốn bỏ tiền hết nhưng mà chính phủ uh, chúng tôi có phần hùng 50 phần trăm các bạn biết tại sao mà quốc biết không Tại vì quốc đi lái xe quốc biết cái là những cái người Mỹ người ta đã về Việt Nam người ta định làm ăn lớn mở tập đoàn lớn ở bệnh đó Việt Cộng họ nói như vậy mà họ nói là vốn ở Mỹ bỏ vô muốn xây cái gì xây họ không có bỏ gì hết nhưng mà họ được 5 phần trăm thì có nghĩa là sao có nghĩa là những À, nói về mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì không có cái gì mà hoàn toàn là 100% là 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 vốn của 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 người dân hết đó các bạn làm những cái giống như là những cái lặt vặt nhỏ nhỏ không không có ảnh hưởng thì họ để cho các bạn làm các bạn hiểu không có những thứ thì họ bó bụng họ để các bạn làm chẳng hạn như kiệm cắt móng tay đồ phục vụ cho bà con kiều bào làm móng đồ dân dân hay là làm giải làm này làm kia có những cái, cái 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 thương mại như là làm cà phê làm trà đồ thì cái đó họ họ nhắm mắt mở nhưng mà quốc nói có những cái mà về mà làm ăn mà về tầm tầm cỡ quốc tế đó các bạn đừng có nằm mơ không bao giờ mà các bạn lên các bạn lấy phép mà họ cấp phép cho các bạn làm mình hứa chắc với các bạn luôn không bao giờ có có nghĩa là làm sao có nghĩa là mặc dù bắt bạ các bạn đi ra đường các bạn nói tôi có một ngàn công đắc có một tỷ hecta đất đó chuyện của bạn mà họ muốn lấy miếng đất của bạn vô họ lấy họ bằng cách là họ mua các bạn rẻ phải không để họ lấy lời họ bán cho nước ngoài để họ lời nhiều thì họ làm còn mà các bạn nói bây giờ tôi có một tỷ hecta đất tôi muốn mở một cái công trình gì ra đó quy mô lớn một cái xưởng máy bay chế tạo máy bay không bao giờ đảng cộng sản nó cấp cho các bạn các bạn thấy đi, nội mà chùa chiền đây không đây mà họ cũng làm chùa à, chùa quốc danh nhà nước rồi không nói gì tới những cái thương mại khác mà các bạn à, ở đó mà các bạn à, có cái IQ chỉ số thấp mà các bạn à, tưởng đâu là tất cả những cái các bạn thấy là nó thuộc về người dân 100% không có mình hứa chắc với các bạn luôn. À, tập đoàn khách sạn 5 sao Mường Thanh cũng là của quốc danh. Ok nếu mà các bạn không tin quốc á, các bạn ở Sài Gòn đó các bạn đi uh, tìm hiểu về cái khách sạn nhỏ nhỏ uh, khách sạn dạng đông đối diện với, với gặp gặp trong đồng đó các bạn thấy không có bao giờ mà người dân mà Việt Nam mà sống ở tại cái địa phương đó người ta nghĩ cái khách sạn dạng đông đó là cái khách sạn của của nhà nước nhưng mà thật ra nó là một trăm phần trăm vốn của nhà nước chứ các bạn đừng có tưởng đâu sống dưới cái chế độ cộng sản mà các bạn uh, bị họ nhòi sọ mà các bạn nói anh quốc ơi ở Việt Nam bây giờ có cái này có cái kia không thua gì mấy cái người à, nước ngoài mình nói thiệt với các bạn người ta đã nói người ta là cộng sản Việt Nam rồi mà những cái gì mà cộng sản sở hữu làm chủ thì các bạn đừng có bao giờ mà các bạn mơ mà họ giúp cái gì cho đất nước những điều mà mình nói chưa thuyết phục được cho các bạn thì tiện đây để mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện để cho các bạn uh, suy si ngẫm về cái uh, chế độ cộng sản Thì uh, cách nay, uh, độ chừng uh, mười mấy năm uh, Quốc đi vỗ móng tay cho cái anh này Anh là một cái chủ uh, tiệm móng tay tên là Hollywood Nail Ở uh, thị trấn uh, Nashua, tiểu bang uh, New Hampshire Thì anh này, ảnh uh, uh, kể là câu chuyện có thiệt thì gia đình của anh này làm neo ở bên Mỹ trên toàn tiểu băng nhiều tiểu băng thì gia đình đông mười mấy người hùng tiền về Việt Nam người bỏ ra trăm ngàn để xây một cái khách sạn ở Việt Nam khoảng chừng một triệu một triệu mấy đô la Mỹ anh em hùng hùng nhau khách 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 sạn để muốn lấy cái tiền lời của cái khách sạn đó đó để giúp bà con ở bên Việt Nam đó thì về bên Việt Nam nó thì cái anh này kể nó mua đất mua đai à, xong xuôi hết họ cấp phép họ làm cái à, tới cái ngày mà để chuẩn bị khai trương cái khách sạn đó thì họ không cho nhà cầm quyền ở Việt Nam họ không cho khai trương cái khách sạn họ nói là xây bị trái phép cái này cái kia cái nọ đó xong cái bắt đầu họ đánh thế họ không cho họ không cho cái gia đình của các anh này khai trương cái khách sạn mà tiền thế thì phải đánh mà anh này anh nói đánh đâu hai chục phần trăm mấy chục gì đó gia đình này tính ra đó dài ba năm đó là cái số tiền mà mình đóng là nó còn hơn cái số tiền mà mình bỏ ra mình mua đất mình mình đầu tư đó có nghĩa là cái mánh mẹo của nhà cầm quyền họ tính toán sao đó mà cái tiền thế đó đó anh này anh nói nếu mà tính ra 10 năm tiền thế, 5 năm tiền thế đó là, là bằng cái số tiền mà đóng thế đó Bằng cái số tiền mình bỏ ra mình... mình sao? Ngoài cái chuyện mà các anh chủ Hollywood này kể cho quốc nghe đó thì quốc biết Theo quốc biết cũng có một số đông, nhiều Việt Kiều đi về Việt Nam làm ăn thất bại à, Ở xóm của quốc nè, bà xã của quốc biết nè Ở... Um, quận Dorchester là người ta biết uh, cộng đồng người ta biết có một cái ông đó đi về ở bên uh, quận bình chánh uh, xây một cái khách sạn boston đó cuối cùng rồi cũng trở uh, về đây uh, đi lụm gác như quốc rồi uh, thêm một cái ông uh, bạn thân của ông ba vợ của quốc về việt nam xây một cái khách sạn uh, ba sao cuối cùng rồi bây giờ về đây cũng đi làm cái nghề bóc gác quốc nói thiệt với các bạn chứ các bạn rất là nhẹ dạ, các bạn à, dễ bị cộng sản họ nhòi sọ, mình nói thiệt với các bạn chứ làm ăn với việc cộng là chỉ có con đường, con đoạn đường từ chết tới bị thương chứ không bao giờ mà các bạn đem được một cái lợi gì gì cho cho cái cái cái